Chào các bạn, mình là Quýt. Nếu các bạn vô tình lướt qua video này thì hãy dừng lại, order cho mình một ly nước và nghe kể câu chuyện của mình nhé. Bởi vì biết đâu lại có câu chuyện của các bạn ở trong đó. Hôm nay thì sau nhiều ngày làm việc từ sáng đến tận đêm thì mình quyết định dành ra một buổi tối để lang thang Sài Gòn. Sài Gòn hôm nay vẫn nhộn nhịp thế, nhưng mình sẽ chill một tí với ly phúc long và chiếc bánh tiramisu trước khi bắt đầu câu chuyện của mình. Cũng không tệ. Sài Gòn thì vốn nhiều đèn xanh đèn đỏ, nhiều con đường một chiều, phố đi bộ thì vẫn đông đúc. Đã bao giờ các bạn đi trên một con đường hàng trăm lần, nhưng một ngày nào đó bạn chợt nhận ra rằng con đường hôm nay sao nhộn nhịp hơn, hoặc thấy lạc lõng giữa chốn đông người. Con đường Hai Bà Trưng ấy, Diamond Plaza, bạn ở đó đã chứng kiến một người đứng đợi cậu khi lần gặp đầu tiên, và trong lòng lúc đó nhiều nôn nao và hy vọng. Diamond đó đã chứng kiến người ấy đứng đợi bạn cả tiếng khi bạn tan ca với danh phận người yêu. Lúc đó cậu ấy rất hạnh phúc. Diamond ấy cũng đã chứng kiến cậu ấy đứng đợi bạn hơn một tiếng khi biết bạn phản bội, cậu khóc rất là nhiều. Diamond ấy cũng đã chứng kiến hai bạn chia tay, cậu ấy không khóc nữa. Diamond ấy cũng đã chứng kiến cậu ấy đến từ xa chỉ nhìn bạn làm việc, không tiến lại chào nhau lấy một câu. Mối quan hệ thường bắt đầu bằng a friend, câu chào, lời quan tâm, yêu thương, sau đó trách móc, chia tay, hủy bạn, chặn, rồi lại mở chặn xem họ sống có tốt hay không. Và chợt nhận ra là họ đang hạnh phúc, và bạn lại chặn. Lý do là bạn chợt nhận ra bạn chưa bỏ xuống được. Và Sài Gòn thì nhiều đèn xanh, đèn đỏ, chúng ta bỏ qua nhiều ngã tư, ngã năm và bỏ qua nhau khi nào không biết. Tôi khi ấy là 30, cầu mong một đời an yên và cả hai đều tốt.